Công an thành phố Cần Thơ đã làm việc với cô gái đăng tải nội dung đã về đến sân bay quốc tế Cần Thơ an toàn, không bị cách ly. Ông Vương Đình Huệ phải tính đến phương án cách ly cả khu phố cô gái Việt về từ vùng dịch Hàn Quốc livestream. Ở sân bay đã bị cách ly cô gái Cần Thơ, tung tin 33 người chết do Covid-19 ở Việt Nam bị phạt 10 triệu ngày 27 tháng 2. Công an thành phố Cần Thơ phối hợp với Sở TT và TTTPTIENHANHEMILAMVIECDOIVEIVTQ24TUOINGUTPHAINGQ. Là chủ tài khoản Facebook Nhật Ly. Theo đó, cô gái này đăng tải nội dung, đã về đến sân bay quốc tế Cần Thơ an toàn, không bị cách ly, và hướng dẫn cách khai báo với cơ quan y tế để không bị cách ly, trên trang Facebook cá nhân gây hoang mang dư luận. Quy áo đen. Tại buổi làm việc với cơ quan chức năng thành phố Cần Thơ ngay khi phát hiện vụ việc, ngành chức năng đã tiến hành xác minh, đồng thời mời Quy lên làm việc. Tại cơ quan chức năng, Quy khai cùng một người bạn là Hát cũng làm việc tỉnh Seoul La Vuk do Hàn Quốc nhập cảnh vào sân bay quốc tế Cần Thơ sáng 25/2, nơi Quy và H sinh sống ở Hàn Quốc là vùng không có dịch. Cả hai đã thực hiện kiểm tra y tế 4 lần từ khi xuất cảnh tại sân bay Hàn Quốc đến nay. Sau khi nhập cảnh, Quy di chuyển đến nhà H ở phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt. Quy khai nhận mục đích đăng nội dung trên là để thông báo cho những người bạn Việt Nam đang ở Hàn Quốc nhưng không có dịch Covid-19 an tâm về nước, chứ không nhằm mục đích xấu. Khi nhận được nhiều bình luận chỉ trích từ cộng đồng mạng, Quy đã viết lại dòng trạng thái đính chính về nội dung mình đăng. Qua làm việc, Quy thừa nhận hành vi sai phạm của mình đã gây hoang mang dư luận và gỡ bỏ bài viết, đồng thời viết cam kết không tái phạm. Thanh tra Sở TT và TTT Cần Thơ đang tiếp tục xử lý theo quy định. Một, do sức khỏe của Quy và H bình thường nên không bị cách ly. Vụ cô gái livestream khoe trốn cách ly thêm mẹ và anh trai sau khi cách ly cô gái Việt về từ vùng dịch Hàn Quốc, lực lượng chức năng tiếp tục cách ly thêm hai người thân của cô gái này, đồng thời phun thuốc khử trùng quanh nhà để phòng dịch. Thiện Chí,